Chào toàn thể anh em. Và ngày hôm nay thì nhà vườn chúng tôi tiếp tục chia sẻ những cái thước phim về cây sim rừng. Và đây là những cái thước phim cây sim rừng, những cái nụ sắp nở và có những nụ đã nở. Đây, anh em có thể nhìn thấy. Bên anh em nào mà đang chơi cây sim rừng thì hãy liên hệ ngay vào số điện thoại trong video này để nhà vườn chúng tôi ship cho quý anh em nhá. Anh em quan sát đây. Đấy. Hoa đây. Hương sắc phai, hoa rất là đẹp. Đấy. Rất đẹp anh em nhìn không? Rất đẹp nhá. Đấy, và mầm nó tiếp tục ra nụ tiếp này, tiếp tục ra nụ nhá. Cây sim rừng nó có đặc trưng là nó sẽ ra nụ liên tục nếu như chúng ta chăm sóc đúng cách. Trong một thời gian khi đã vào vụ thì có hoa nở và hoa vẫn tiếp tục ra và cái mầm vẫn tiếp tục ra tiếp. Đây, anh em quan sát nhá. Đấy, trồng cây sim rừng thì không quá khó đâu. Chúng ta chỉ cần tưới tiêu nước và đất thì không được đất mặn và bón với một chế độ dinh dưỡng phù hợp. Nhưng anh em, cùng nhiều anh em sẽ thắc mắc là tại sao đến mùa hoa rồi mà anh em vẫn chưa ngắm được những cái bông hoa, bởi vì chắc là trong thời gian vừa rồi anh em chăm sóc quá nhiều. Và khi chúng ta chăm sóc quá nhiều thì chỉ tập trung vào cái nõn thôi, nó sẽ không thể ra mầm nụ hoa được. Chính vì vậy anh em cùng chúng ta lưu ý, nếu như mùa năm nay chưa nhận được những nụ hoa thì năm sau tới cái dịp mùa hè sau thì chúng ta chăm sóc, mùa thu chúng ta chăm sóc, nhưng đến khi đầu xuân rồi thì chúng ta chăm sóc một lượng vừa phải thôi. Gọi là cuối đông ấy, chứ chăm sóc nhiều quá thì nó sẽ không thể tập trung vào cái dinh dưỡng và dưỡng chất để nó ra một nụ hoa được nhá. Thế nên anh em của chúng ta hãy gọi điện ngay số điện thoại trong video mình để trên này để nhà vườn của chúng tôi tư vấn cũng như ship tận nơi cho anh em nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.